bảy t là ra kết quả cứ thấy biển báo này là có kết quả tin không à đúng không bình thường đó à những câu này các bạn học chính quy trên trường bạn phải đọc câu hỏi mới hiểu đúng không khỏi bây giờ hôm nay thầy tuấn xin chia sẻ cho nên cái mèo hơi bị hay luôn từ trước đến giờ chơi có đâu chỉ có thầy tuấn tận tình mới có làm được cái mèo này thôi được không rồi cứ gặp bất cứ câu hỏi nào mà có cái biển báo nè đó hình tròn màu đỏ 7 t nè thì nhóm thầy công thức nhìn số đáp án đáp án có hai thì chọn hai đáp án có ba chọn một vậy thôi khỏi suy nghĩ nhiều đây nè cứ thấy bảy t bỏ hỏng bên nhìn số rồi đáp án mấy biểu đáp án đáp án à hai chọn hai lụm sao sai <laughs> nhớ nha cứ tới bảy t nhìn số có hai đáp án chọn hai ba đáp án chọn một lụm rồi bảy t bỏ hơn bên nhìn số thì ơi có mấy đáp án à ba đáp án chọn mấy chọn một lụm sao sai thấy không rồi tiếp tục nữa nè đây bảy t bỏ hơn bên nhìn số thì ơi mấy đáp án à hai đáp án chọn hai lụm thấy không cứ hai chọn hai ba chọn một vậy thôi rồi tiếp tục đây nữa bảy t nữa thấy không này cứ có biển báo này sao bỏ hoàn mình rồi nhìn số rồi đã án rồi đây mấy đáp án à ba đáp án chọn một Lụm, vậy thôi công thức là gì ạ nhìn thấy biển báo này bảy t đã bán có hai thì chọn hai đã án có ba chọn một ok không rồi nếu các bạn thấy video này hay mẹo này hay hữu ích thì sao đừng quên thả tim follow chia sẻ cho thầy được mà rồi chúc các bạn có một kỳ thi là tốt nha rồi em nè ai đấy học qua tôi thì thì follow lại thầy ha. Thầy Tấn sẽ làm thêm nhiều cái bài hay cho các bạn để các bạn ôn tập nha. Ok, hẹn các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.